mắc mấy bệnh này thì khỏi cần đi bác sĩ, cứ ngồi nhà ăn hồng sim là khỏi. Không chỉ là loại quả bổ dưỡng được nhiều người ưa thích, hồng sim còn được biết đến với công dụng chữa bệnh thần kỳ. Theo đông y, hồng sim vị ngọt, tính mát, tác dụng dinh tần dịch, nhuận tràng, giải khát. Ngoài vai trò là trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất, giá trị dinh dưỡng rất cao, hồng sim còn có khá nhiều tác dụng dược lý, chống viêm, ngăn ngừa vi khuẩn. Hồng sim có hàm lượng tannin cao, được coi là một chất chống viêm tuyệt vời. Thành phần tannin giúp phòng chống các bệnh như viêm thực quản, viêm ruột, hội chứng kích thích ruột và viêm dạ dày, giảm sưng và đau, chữa tiêu chảy, táo bón. Người dân ở nhiều địa phương vẫn lấy quả hồng sim còn xanh sắc lấy nước uống có kết quả tốt. Lấy 15-20g quả hồng sim xanh sắc với 200ml nước, còn lại một nửa chia làm 2 lần uống trong ngày. Chữa táo bón cho phụ nữ mang thai. Nếu mẹ bầu nào hay nhăn nhó, khó chịu vì phải đối mặt với chứng táo bón trong thai kỳ thì hãy ăn hồng sim thường xuyên. Đây là loại quả rất giàu chất xơ, chỉ cần ăn mỗi ngày vài quả hồng sim chín, mỗi ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa 2 quả, chỉ mấy hôm sẽ hết táo bón. Bên cạnh đó, hồng sim còn là nguồn cung cấp phong phú tannin và polyphenolic, các chất có lợi cho đường tiêu hóa. Hồng sim sẽ giúp loại bỏ các chất thải từ dạ dày, làm sạch dạ dày, dẫn đến giảm tiêu chảy. Các khoáng chất dồi dào trong loại quả này cũng giúp cho việc hình thành các enzyme cần thiết trong dạ dày, từ đó điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giữ cho đường tiêu hóa luôn sạch sẽ. Theo đông y, quả hồng sim chín có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, giải khát, nhuận tràng, hạ huyết áp. Potassium có trong hồng sim có khả năng giúp giảm huyết áp. 100g hồng sim có tới 193mg potassium. Theo các nghiên cứu khoa học, nếu cơ thể tiêu thụ một lượng vừa đủ potassium sẽ giảm được nguy cơ tăng huyết áp và hạ huyết áp đối với người đang bị tăng. Ngoài ra, vị ngọt của hồng sim là vị ngọt tự nhiên, rất ít chất sodium nên người bị bệnh huyết áp, tim mạch, bệnh thận có thể thoải mái thưởng thức loại trái cây này mà không bị dư thừa đường trong cơ thể. Chữa ho, cảm lạnh. Khi bị ho, cảm lạnh hay mắc các bệnh về đường hô hấp, mẹ bầu đừng quên hồng sim. Loại quả này sẽ giúp loại bỏ các chất nhầy, đờm trong mũi và đường hô hấp, qua đó giúp giảm ho và cảm lạnh. Lợi tiểu, giảm sốt. Hạt hồng sim dùng làm thuốc lợi tiểu, giảm sốt. Lấy 6 hạt hồng sim đem nghiền thành bột, uống với rượu hay nước chín. Nước sắc hạt được dùng làm thuốc gây giảm đau và giúp toát mồ hôi. Ngoài ra, tinh chất chiết xuất từ hồng sim còn là mỹ phẩm chăm sóc tóc cực kỳ hiệu quả. Ngăn ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa, chất xơ và dinh dưỡng được tìm thấy trong loại quả này cũng giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Ví dụ, vitamin A bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh ung thư phổi và khoang miệng. Chống trầm cảm. Giống như một loại thuốc an thần, hồng sim giúp làm dịu các dây thần kinh và giảm bớt căng thẳng. Do đó, những người hay bị mất ngủ, lo âu và trầm cảm thường được khuyên nên ăn loại quả này. Phòng tránh thiếu máu, thiếu canxi và phốt pho. Lượng canxi 21mg, sắt 0,80mg, phốt pho 12mg có trong 100g hồng sim, giúp bổ sung lượng vitamin và khoáng chất cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, phòng tránh thiếu máu, thiếu canxi và phốt pho. Bên cạnh đó, lượng vitamin B5, B6, B3, v.v. có trong quả hồng sim giúp cho hệ thần kinh phát triển và giúp ta có thể ngủ sâu giấc hơn, chống mỏi mệt. Giảm phù nề. Đây cũng là loại thuốc lợi tiểu, hiệu quả, giúp mẹ bầu loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể bằng cách đi tiểu thường xuyên. Nó cũng giúp duy trì nồng độ nước của cơ thể, ngăn ngừa tình trạng ứ nước trong người dẫn đến bệnh phù thủng. Không chỉ dừng ở đó, quả hồng sim còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, một trong những bệnh dễ gặp và có thể gây biến chứng nguy hiểm cho mẹ bầu như đẻ non, sảy thai, nhiễm trùng sơ sinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắp, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường, và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc Tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi, là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị Tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó, vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra, sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng, mùa mưa, nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực, thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh, cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phospho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic, là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống, mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau. Lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn,
mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10 gram và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường, tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bồng nêm. Lá bồng nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bồng nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hạn nước uống. Lấy lá bồng, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tăm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bồng nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2 gam tăm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tăm sen, phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen long nhãn, nên để cả phần tăm sen bên trong. Mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tăm sen thì cần xào vàng để hạ bớt dự tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5 gram, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời. Chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi, bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn. Ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười sáu tác dụng của cây rau ngót phổ biến ở các miền quê. Cây rau ngót không chỉ là một loại rau nấu canh ngon mà còn được sử dụng như một vị thuốc với nhiều công dụng tuyệt vời như chữa xót nhau, chữa chậm kinh, chữa tư lưỡi, chữa hóc, vân vân. Tuy nhiên, có một điều hết sức lưu ý là phụ nữ đang mang thai không được ăn rau ngót,
nhưng khi sinh xong rồi lại nên ăn nhiều. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng cụ thể của loại rau này. Về công dụng và liều dùng. Lá rau ngót, ngoài việc dùng để nấu canh, còn được làm thuốc chữa các bệnh dân gian như tư lưỡi và sốt nhau. Dưới đây là cách làm. Chữa sốt nhau. Lá rau ngót 40g, rửa sạch giã nát, cho vào 100ml nước đã đun sôi để nguội, vắt ra chia làm 2 lần uống. Mỗi lần uống cách nhau 10 phút, sau chừng 15 đến 20 phút nhau sẽ ra. Có người còn dùng đơn thuốc này chữa chậm kinh cũng hiệu quả, có người chỉ giã nhỏ đắp vào gan bàn chân. Chữa tư lưỡi. Lấy từ 5 đến 10g lá rau ngót tươi, giã vắt lấy nước, thấm bông bôi lên lưỡi, lợi và vùng miệng trẻ em, chỉ 2 ngày sau là bú được. Chữa hóc. Giã cây tươi, vắt lấy nước ngậm. Tác dụng của rau ngót. Cùng tìm hiểu một số bài thuốc được sưu tầm từ rau ngót. 1. Táo bón, đổ mồ hôi trộn ở trẻ em. Lá rau ngót 30g, bầu đất 30g, bầu dục lợn 1 quả mà nấu canh cho trẻ em. 2. Trẻ đá dầm. Lá rau ngót tươi dùng 40g rửa sạch giã nát, chế thêm 1 ít nước đun sôi đã để nguội, gạn lấy nước trong chia làm 2 lần uống cách nhau 10 phút. 3. Trẻ tư lưỡi. Lá bồ ngót tươi lấy 10g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước, dùng bông thấm đánh lên lưỡi, lợi và vùng miệng trẻ. 4. Xương nhức bàn chân. Giã nhỏ lá bồ ngót, thêm chút nước muối loãng, đắp vào chỗ chân bị xương nhức. 5. Đau mắt đỏ gây nhức nhói khó chịu. Dùng 50g lá bồ ngót, 30g lá dâu, 30g rễ cỏ xước, 30g rau má, 30g lá tre và 10g lá chanh, tất cả đều tươi, sắc đặc, lấy nước chia làm nhiều lần uống trong ngày. 6. Hôn mê do tai biến mạch máu não hoặc sốt xuất huyết. Dùng 50g dung đất phơi khô, 200g lá bồ ngót phơi khô sao qua, 100g đậu đen, cho 4 chén nước vào sắc nét khi còn nửa chén, chia làm 2 lần uống, người bệnh không uống được thì đổ vào miệng. 7. Chảy máu cam. Lá rau ngót giã nhỏ, cho thêm đường và nước và pha uống, phần bã bọc vào vải nhét vào mũi. 8. Trẻ em sốt nóng nhiệt độ tăng. Lá bồ ngót rửa sạch giã nát, lấy nước cho trẻ uống, phần bã đắp vào tháp. 9. Nám da. Sang sinh tố lá rau ngót uống mỗi ngày, hoặc có thể giã nát rau ngót, cho thêm chút đường, đắp lên vùng da bị nám từ 20 đến 30 rồi rửa sạch. 10. Thanh nhiệt giải độc. Dùng lá bồ ngót tươi ép lấy nước uống hoặc nấu canh ăn. 11. Hạ huyết áp. Trong rau ngót chứa papaverine, có tác dụng chống co thắt cơ trơn, gây giãn mạch nên dùng để giảm huyết áp khá hiệu quả. Cũng áp dụng được cho cả người bị tai biến mạch máu não do nghẹn mạch, tắc mạch, người bị vơ vữa động mạch, mỡ máu cao. 12. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Người bị tiểu đường thường phải ăn ít thức ăn chứa nhiều tinh bột như gạo, ngũ cốc. Ăn rau ngót giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường nhờ chứa thành phần inulin có khả năng sinh nhiệt chỉ bằng 1/9 chất béo. 13. Lợi sữa, tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Rau ngót giúp lợi sữa, giúp tăng lượng sữa nhờ hợp chất estrogen có tính chất estrogen, tốt cho phụ nữ sau sinh vì có công dụng giải độc, thanh mát, vị ngọt, thanh lọc, ít chất béo, lợi tiểu, nhiều vitamin C, điều chỉnh nồng độ cholesterol, giàu đạm thực vật, giàu chất xơ, bổ dưỡng. 14. Giảm cân. Trong 100g rau ngót chỉ chứa 36 calori nên khả năng sinh nhiệt thấp, ít lipid và glucid nhưng lại nhiều protein nên rất phù hợp với người đang giảm cân, bị tiểu đường hay các vấn đề về tim mạch. Có thể nấu canh hoặc ép lấy nước uống mỗi ngày. 15. Chữa cảm nhiệt gây ho suyễn. Trong rau bồ ngót chứa ephedrine, tốt cho người bị cúm gây ho suyễn. 16. Cải thiện đời sống tình dục cho nam giới. Rau ngót chứa hoạt chất estrogen có công dụng như một hormone sinh dục, giúp tăng hưng phấn quan hệ,
tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Những lưu ý khi sử dụng rau ngót cần phải tránh. 1. Gây mất ngủ. Có báo cáo ở Đài Loan về việc uống nước ép rau ngót 150g trong thời gian dài từ 2 tuần đến 7 tháng đã gây ra tác dụng phụ là mất ngủ, khó thở và kém ăn. Tuy nhiên, triệu chứng này sẽ biến mất sau một ngày dừng sử dụng rau ngót. 2. Gây sảy thai. Như trình bày bên trên, do chứa hàm lượng papaverine cao có tác dụng làm co thắt cơ trơn tử cung nên việc sử dụng rau ngót rất dễ gây sảy thai. Do đó, những phụ nữ có tiền sử đẻ non, sảy thai liên tiếp, thụ tinh trọng ống nghiệp và tránh việc sử dụng rau ngót sống. Những phụ nữ đang mang thai thỉnh thoảng có thể sử dụng rau ngót nhưng không được thường xuyên và cần chọn rau nào sạch, chế biến chín mới nên ăn để đảm bảo an toàn. 3. Gây cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi. Quá trình trao đổi chất của rau bồ ngót hình thành nên glucocorticoid có khả năng cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi có trong rau ngót và của các thực phẩm ăn kèm với rau ngót. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng sẽ giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não.
Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.